cao nha. Hiện tại mình đang trên đường đến Kim Hoàng của Tiên Palace. Nghe nói Tiên Palace vừa đến Hà Nội thì bọn mình sẽ rủ Tiên Palace đi ăn quán ăn nổi tiếng của tại Hà Nội. Anh em cùng chơi tiên anh em nhé. Let's go. Ủa em đi chơi ạ? Chào anh em nhá. Anh em đến tay không à? Không, đi tay không mà khác gì à? Đi tay không là được rồi. Đi anh em mình sẽ ngủ sau. Em rơi được chưa? Tôi mới nghe tối qua. Rơi mấy lần? Tôi ra đây 2 lần rồi. Cảm giác khá là mấy lần chưa? Đấy là trước là đi chơi, còn lần này nghe nghe vấn đề khác đó. Lấy cái này thì chung vàng lên cổ chứ. Còn mình ra đây được 2 lần rồi, lại lần thứ 3. Lại ra đây nóng quá, không quen thời tiết. Có hồi hộp không? Có chứ, hồi hộp chứ. Thế người yêu ở nhà còn nhớ không? Quên nhớ người yêu mà nhớ. Quên nhớ người yêu mà nhớ. Nhớ bố mẹ thôi. Cái đi thì sao? Nhiều á, nhiều thì bảo lấy chương về lẻ anh ơi, cưới anh ơi. Riêng Kim Man là từ lúc xác định giải SEA Games là tốt được yêu đương thì tao chung chung một giải rồi. Chuyên nghiệp thế. Cái này không huy chương bạc hay ổn. Ở đây thì mình có 2 team đại diện cho Việt Nam, mình và Kim Man thì anh em sẽ cố gắng giành được huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam nhá. Ít nhất là phải có huy chương, cố lên. Yeah. Yeah. Mùa giải năm nay là mùa giải rất khó khăn đối với em. Khi mà em từ bỏ một giải chuyên nghiệp đó là BFL để em chuyển sang em làm một team khá là mới, đó là team SEA Games. Thì cái lúc đầu em cũng không tự tin về team SEA Games cho lắm, tại vì các bạn khá là trẻ và chưa có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, cũng như là chưa có kinh nghiệm thi đấu ở một sân khấu lớn. Em đã suy nghĩ rất là nhiều. Cái vấn đề đó thì khi mà thi đấu với các bạn trẻ thì em nhận ra một điều là các bạn khá là quyết tâm ở một giải lần này, nên là em cũng rất là động viên và muốn giành được cái gì đó cho các bạn cũng như là bản thân em, để em chứng minh với mọi người và những người mà đã từng không coi trọng em á, em muốn giành được cái huy chương vàng đó để em cho mọi người biết là làm được và có thể làm được tốt hơn như thế. Bữa trà bình thường anh em. Quá nhờ. Dạ được anh em dẫn ăn muốn giả Hà Nội. Có con khô thế này. Ai ăn ai nhịn. Con lá được người của anh nhưng mà chỉ ăn ta sẽ chơi một trò chơi. Mà trò chơi này thì sẽ canh. Hà Nội, có sàng chưa? Sàng. Ok, sàng nhá. Ok, và câu đầu tiên này, chuẩn bị này. Bàn anh em xa. Mua lần. Ok, đầu tiên này là 1 điểm. Cá lớn. Luca Ok, điểm của Luca. Mời đi ăn nhá. Được quá nhờ. Con hơn xa. Nhà có con hơn xa. Đều xin chào anh em nhá. Xin chào anh em Hà Nội nhá. Đẹp nó thảo à. Ok, tốt nào này, cuốn tiếp theo này. Nói cho sạch. Đây cái này. Lần này là xin lỗi mình là nghĩa từ từ nước nói à. Tiếp theo này, chó cậy gần nhà, đánh ngay chưa? Rồi. Này, có em ơi. Mình làm sao nhá? Đây. Ôi, còn như kinh men thôi. Rồi, câu tiếp này, Vi. Đồ voi. Thắp cái cười. Đồ voi. Trời ơi. Căng thế nhở? Vẫn đang cơn. Bắt đầu. Ok, vậy là dựa theo kết quả chung cuộc này thì team Kinh là team chiến thắng.
Sau khi chiến thắng trò chơi thì team mình đã chọn thử thách truyền hình, và trong khi đó thì team Flash cũng đang thực hiện thử thách của họ. Các bạn cùng theo dõi mình để xem nhé. Quên rồi, lại chưa? Chúng ta luôn. Làm gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3. Bạn ơi đồng ba đêm mình cùng ý xin cầu nên xây mua nhà đi bên đồng đội 2, 3, sông pha. Vì mình quá lớn cầu rồi, phải làm sao, phải làm sao. Tụi tôi thấy vậy có được không? Phải làm sao, phải làm sao. Thôi, anh em quay xong chưa? Đi tôi quay xong rồi, câu xong chưa? Rồi, cô mới xong. Tôi mới xong luôn. Yeah. Rồi, xong rồi, hơi bị đẹp. Nhảy đỉnh lắm. Xong rồi, anh em mình đi chơi thôi. Anh em mình chơi, đi ra ngoài. Đi. Không, nhìn tre thế này chắc là phố hàng tre đúng không? Không phải đâu, đây là phố hàng vải. Sao lạ thế nhỉ? Bánh tre lại là hàng vải. Thì thế, mà đùa thôi. Nhưng mà các bạn biết tại sao mình lại dẫn anh em ra đây không? Tại sao? Vì hai team chúng ta dùng một cái cây tre. Từ những bước mang giờ trở thành cây tre rất là lớn, mạnh mẽ. Và trong giải sắp tới thì mong hình ảnh chúng ta sẽ mạnh mẽ như cây tre. Chúng ta cũng cố gắng nhá. Yeah.